Xin chào anh em nhé. Thì hôm nay Sốp cũng làm một cái video này để tâm sự và cũng nói lý do tại sao mà kênh của em mà hơn 7.000 người đăng ký mà tại sao lượt view nó dạo này nó thấp đến như vậy. Nói chung là không phải là dạo này mà đến một năm nay rồi, thật sự là em cũng không chăm chút được kênh này nữa. Tại vì lý do tại sao ạ? Đây, số điện thoại của em vẫn dùng. Bây giờ em chuyển bán khách quen. Khách lạ em sẽ vẫn cứ làm việc, vẫn cứ chăm sóc tất cả nhiệt tình. Nhớ chưa? Đấy, thì như các bác thấy đấy, thì em nói qua luôn là những cái video ngày xưa ấy, khi em đăng lên ấy, nó bèo bèo ấy, thì nó cũng phải là vài nghìn. Đó, em có thể thấy có những video nó đến 80.000 lượt view này. Đấy, 39.000, 16.000 này. Nói chung nó là một con số hàng nghìn. Nhá. Đó, mấy chục nghìn lượt view kênh của em. Em làm về tất cả về PCP cho anh em. À, có những cái em nhớ nó lên hàng trăm nghìn lượt view đây. Ví dụ như video này nó lên hơn 300.000 lượt view. Và kênh của em hiện tại ấy, thì nó là 7.600. Bảy mấy người đăng ký. Đó. Nhưng mà video của em đây những thời gian gần đây này các bác xem lên này, gần như là không được 1.000. Thì là em cũng chia sẻ cho những bác mà đang làm ấy, thì là lưu ý là cái tên kênh nhé, cái tên kênh các bác không nên đổi. Là em khi mà em làm lên nó lỗi quá là em bị soi, em bị soi thứ nhất là từ công an, cái thứ hai là từ những anh em xấu đấy, và cái thứ ba nữa là những người xung quanh người ta nghe giọng của em. Thì em làm thì em vẫn cứ dùng cái giọng của em nói, em không nhái giọng hay bất cứ như nào cả. Đấy, anh em có thể xem này, tất cả những video em review hay là em làm sản phẩm quay lên thì những video thời gần đây thì nó cao nhất cũng chỉ được đến gần 5.000 này thôi, không được nhiều. Là vì cái tháng 12 năm từ năm kia rồi, hay tháng 12 năm 2017 cơ, em đổi tên, thế là kênh của em nó chìm hẳn. Thì em thật sự lúc đấy em cũng không bận tâm lắm bởi vì khách của em vẫn đông, em bán chủ yếu nó khách quen đấy, khách của em vẫn đông. À, và hôm đấy em đổi kênh vì do như này là có một thằng công an nó đến chỗ em gửi hàng, nó chụp cái hàng của em. Thì may một cái nó nhắn tin cho khách của em mà khách đấy, khách quen. Thế là nó mới anh ông khách đấy ông ấy gọi điện cho em bảo anh ơi thế tại sao lại có ai dùng cái số này số kia, nhắn tin hỏi là anh mua cái này giá như nào, mua của shop nào, số điện thoại bao nhiêu, mà trong khi nó chụp được số điện thoại của em rồi đấy. Thì em ấy nó bảo anh gửi cho em số điện thoại của thằng đấy để em kiểm tra. Thế đúng kiểm tra phát đúng thằng công an ở gần nhà. Thì sau cái quả đấy luôn ấy thì thằng đấy em cũng cho nó về hưu. Đấy, thật sự là em thì em cũng không tài cán gì hay như nào cả, nhưng mà một số trường hợp là xử lý được, các bác hiểu không? Đấy, đã làm được cái này ấy, để một cái kênh lên ấy, làm lâu năm ấy, để một cái kênh nó lên hơn 7.000 người đăng ký chưa phải là nhiều, nhưng đối với một số anh em YouTube ấy, nó là một niềm mơ ước. Được chưa? À. Thì là hôm nay em chỉ nói là lý do là cũng có rất nhiều anh em này kia mà những anh em đã biết về kênh Lộc rồi ấy, thì là anh em hiểu rõ là bán hàng uy tín hàng đầu, bảo hành cho anh em tận tình nhá, hỗ trợ nhiệt tình cho anh em. Có những lúc ai cũng vậy, có những lúc em có nóng tính, em có nói to, mong các bác thông cảm, bởi vì con người không thể nào lúc nào cũng hoàn hảo, không phải lúc nào cũng có thể là điềm tĩnh được. Em tính em cũng nóng tính và nhiều khi là có một số bác là hỏi nó vào những cái thời điểm mà em đang ví dụ như đang khách bị hoàn đơn hay là công nhân đóng đồ gửi đồ đi thiếu cho các bác đấy, thì các bác hỏi vào những lúc đấy thì em có thể em sẽ nói to hoặc là em sẽ cáu gắt lên, thì mong các bác thông cảm. Dù gì thì cái kênh này ấy, thì là chắc là em cũng cứ hoạt động như này thôi chứ không làm gì to hơn nữa, và phục vụ cho những em nào cần thiết đam mê
để tìm hiểu thêm thì các bác liên hệ trực tiếp cho em nhé. Đấy, những video nói chung là thời gian ấy thì nó tính là 25 nhưng mà nó quá thừa 25 rồi. Đấy, các bác nhé. Đấy, em tâm sự một chút như vậy để mong anh em hiểu. Kênh của em thì nó cũng bình thường, tại vì em phải đổi tên này. Cái tên của em trước nó không phải là Lộc Hoàng mà ngày xưa nó là Hoàng Lộc. Video của em bây giờ đăng lên là rất là ít lượt view luôn. Đó. Rồi, chào toàn thể anh em nhé.